như kiểu nhiều người đánh con này sao cứ lé lé lồng nhỉ? Gáy nhiều nhỉ. Nhà ông bây giờ mấy con chè? 3 4 5 con đéo hiểu. Đấy thì còn đéo để ý chi. Nhà đêm trước bị chuột nó sơi mất mấy con. Toàn mi hay nuôi một thời gian rồi về béo hay. Ở đây có mi ăn nhiều à? Không phải, chỉ còn bắt con sổng. Đây đánh được mi sổng ở trên nhà. Toàn mi tật. 4-5 con hiện toàn mi tật. Trước tôi còn bắn con chim ưng rồi. Tầm hơn 1 cân. Súng hơi à? Còn. Chỗ này hình như nhà vệ sinh đúng không? Nhà gì? Chỗ này nè. Đây là sao? Mình treo lồng đây là đằng nhà vệ sinh đúng không? Đây là để chùa. Chùa? Đang vậy. Cà mau hay này, phục này, cà phà. Cứ thằng nào hay đánh cà mau đây à? Cà mau có, thằng này luôn. Mấy cái con này rồi. Đấy, bảo rồi, có người vẫy. Con ở trên khoảng đây. Đấy, nó vừa bắn ở đây. Con thằng vừa bắn đây. Bọn nó bắn, bây giờ nó dùng cái này, chúng bắn cồn, nó bắn ra nó. Chòe nó bắn hết tất. Lên chòe ngu. Mấy lại nó có tin động này, nó sợ nó chạy. Nhưng mà chúng nó bắn không chuẩn bằng chúng hơi. Súng đấy nó không lắp ống đi chứ. Nó lắp cái kính ngắm hoặc vào như này, ngắm tốn lắm. Tốn lắm. Nó căn bản là nó do cái nòng thôi. Thế còn nếu mà súng hơi bắn nó không khỏe bằng. Đúng rồi, nhưng mà nó chúng hơi bắn chuẩn hơn. Độ chính xác nó cao, dòng nòng thơ. Nghĩa ra cái kính này của nó là bắn phải chuẩn hơn kính đấy mới là đúng, kính cơ khí mới đúng. Nhưng mà nó đéo cho sáng cho tối được như cái kính ở trong bộ đội đấy, nó là súng bắn tỉa đấy. Nó do ông ngắm của nó. Ông ngắm rẻ tiền. Hay là mình đã biết kính. Không, ông ngắm tùy từng loại. Hàng xịn của nó mà 100 mét, nhưng mà cái lắp chai C2 còn dụng. Nên cái chỗ đầu dạng cây này có 4-5 con này. Buổi trưa mới lại tầm 2 giờ tôi thả bò là nó bay xuống nó ăn ở cái chỗ người ta tăng ga ở cái chỗ cuối làng đấy, chỗ đầu cái dạng xà cừ thế này. Có được 5 con. Đây là thở chim ăn đà liền. Cái nào? Cái màu này vào dọ hết chưa? Sắp vào rồi ạ. Đang cho màu bông, đang cho màu. Qua thử cái này mấy con rồi còn đâu nữa mà. Ai thử. Thử. Đây chắc còn một con sổng nó làm ra không biết đánh nó chịu không. Đây là mây gãy hay là gì? Gáy rồi ngói qua quái trà màu ánh ngay trong cái tia kìa. Nó chỉ có 3 con nhìn ở đấy. Ok. Hẳn ý siêu sao kìa. Hẳn ý mới này phải là sợ. Bao ánh ngay chỗ. Ánh người à? Ánh cả lưới cả lồng. Cả lưới cả lồng. Lồng không. Anh giờ của bên trò nào rồi? Vợ anh rồi. Cho vợ nhớ ngay thì cho vợ đi ảnh. Thế này trên đầu đó là đầu dạng công này. Vâng. Ở đây nó có mấy con gáy nhưng mà hôm vừa rồi phát nó còn mấy con ở ngoài. Nhưng mà bắt được con nào? Được 2 con. Còn hôm mà 9 con nó bay vào đây này. Ăn suốt rồi 9 con. Bây giờ nó vào trong dâu để ảnh. Gáy thôi rồi ăn thử đà. Đồng, nó ăn nẻ thì. Đây còn mấy con gáy nhưng mà đánh. Hay là
là ngoái hôm chiều hôm nay 9 con ở chỗ này đây. Không, gáy vẫn đi đàn hết mà, đầy. Không, ngoái cái bít này, đây là gáy. 9 con. Đầu chỗ này là có 4 5 con này. Đầu chỗ này là ở dưới các làng đấy.